7 điều kiêng kỵ trong phong thủy khi mua nhà tránh lụi bại, ốm đau, tiền ra như nước. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh An Lạc. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những kiêng kỵ phong thủy không thể bỏ qua khi quyết định mua nhà hay chung cư. Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ có nhà đất mới cần lưu ý phong thủy, nhưng thực ra ngay cả nhà chung cư cũng có những quy tắc về phong thủy riêng, nhất là trong thời buổi đất chật người đông, chung cư đang trở nên ngày càng phổ biến như hiện nay. Có kiêng có lành, đừng bỏ qua vấn đề phong thủy để gia đình được bình an, làm ăn phát đạt. Từ hướng cửa chính, vị trí ngã ba hay những cây lớn đối diện, mỗi chi tiết nhỏ trong ngôi nhà của bạn đều có thể ảnh hưởng đến làn sóng năng lượng tinh tế luân chuyển. Hôm nay, hãy cùng tôi điểm qua 8 kiêng kỵ phong thủy mà ai ai cũng nên biết để đảm bảo rằng không gian sống của mình không chỉ thuận tiện mà còn tốt lành và hài hòa theo nguyên tắc cổ xưa này. Chuẩn bị tâm hồn lắng đọng và bắt đầu hành trình khám phá những bí ẩn của phong thủy nhé. 1. Địa điểm và năng lượng của tòa nhà. Khi lựa chọn mua nhà hoặc chung cư, một trong những điều kiện tiên quyết mà chúng ta không thể lơ là đó chính là việc cân nhắc về địa điểm và năng lượng tổng thể của toàn bộ tòa nhà. Quý vị có biết rằng, sức khỏe và vận khí của gia đình bạn có thể bị ảnh hưởng một cách không ngờ từ những yếu tố này không? Đúng vậy, mặc dù chúng ta không thể quyết định được nhiều về cấu trúc của một tòa nhà chung cư, những yếu tố này thường do chủ đầu tư quyết định và thường họ cũng rất chú trọng đến phong thủy, thì ít nhất, điều chúng ta có thể làm là quan tâm đến lối đi chính dẫn vào ngôi nhà của mình. Đây không phải là việc nhỏ, quý vị ạ. Lối đi vào phải được giữ gìn sạch sẽ, đủ ánh sáng, không chỉ tạo cảm giác an tâm ngay từ những bước chân đầu tiên mà còn đón nhận năng lượng tích cực. Có một khái niệm trong phong thủy mà quý vị cần đặc biệt lưu ý, đó là minh đường tụ thủy. Đây là một nguyên tắc ứng với nơi tụ tập của ánh sáng và sức sống, được coi là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc định hình năng lượng cho ngôi nhà của bạn. Nghĩa là ngay cả một khu đất có nhiều ưu điểm mà thiếu đi minh đường thì vẫn không được đánh giá cao về mặt phong thủy. Cụ thể hơn, đối với những tòa nhà chung cư, quý vị nên tìm kiếm những nơi có những khu đất trống phía trước, nơi có không gian xanh mát như công viên hoặc hồ nước, không những là nơi thư giãn và giải trí mà còn góp phần tạo ra tầm nhìn rộng rãi, thoáng đãng từ bên ngoài. Đó là những điểm cộng không nhỏ giúp tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà của bạn. Và cũng như vậy, đó chỉ là bước đầu tiên trong việc chọn một ngôi nhà hợp phong thủy. Quý vị hãy cùng tôi đi sâu hơn vào những yếu tố phong thủy khác trong video hôm nay để đầy đủ từng bước chăm sóc ngôi nhà tương lai của mình theo cách thức truyền thống diệu kỳ này. 2. Chọn hướng căn hộ. Quý vị cần biết rằng, hướng căn hộ mà chúng ta nói đến không đơn thuần chỉ là hướng mà cửa ra vào nhìn ra. Nó bao hàm cái nhìn tổng thể theo hướng thẳng góc với cửa chính của không gian sống của bạn. Để thuận lợi cho sự lưu chuyển của gió và ánh sáng tự nhiên, một căn hộ có mặt dài quay về phía nam hoặc gần với hướng nam sẽ là lựa chọn lý tưởng bởi nó mang lại nguồn năng lượng sống động và ổn định vào nhà bạn. Quý vị cũng cần chú ý tới các cạnh và góc ngắn, đầu hồi của ngôi nhà. Nếu nhìn về những hướng được coi là không thuận lợi, chúng sẽ giúp giảm bớt sự ảnh hưởng của gió nóng và ánh nắng chiều gay gắt, giúp ngôi nhà bạn tránh được cảm giác mệt mỏi. Nhưng nếu không may, căn hộ của bạn đối diện trực tiếp với hướng đông hoặc tây, hãy chắc chắn rằng tòa nhà đã có những giải pháp kỹ thuật như hệ thống cản nhiệt, thiết kế mảng xanh bên ngoài để làm giảm nhiệt độ bên trong. Và cuối cùng, một điều không kém phần quan trọng, quý vị nên tránh chọn những căn hộ có thiết kế hướng vào trực diện nhau. Trong phong thủy, điều này tạo ra tầm nhìn xuyên thấu và gió lùa xuyên phong, không những gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn không tốt cho phong thủy căn bản của ngôi nhà. Thay vào đó, hãy chọn những căn hộ có tầm nhìn rộng mở về cảnh quan bên ngoài, có thể là sông nước hoặc hồ nhân tạo có tầm nhìn xa. Điều này không chỉ tăng thêm sự thư thái mà còn mang lại phong thủy tốt lành cho nơi ở của bạn. Hãy nhớ rằng, việc chọn hướng căn hộ không chỉ là quan điểm cá nhân, mà nó cũng có ảnh hưởng sâu rộng đến sự hòa hợp và cân bằng trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Chính bởi vậy, đừng vội vàng qua loa, mà hãy cân nhắc kỹ lưỡng để mỗi ngày trở về là một ngày an lành và trọn vẹn. 3. Vị trí và số tầng của căn hộ. Tiếp tục hành trình tìm kiếm một ngôi nhà chung cư hợp phong thủy, một điểm ta không thể bỏ qua đó chính là việc lựa chọn vị trí và số tầng của căn hộ. Để ôm trọn vận may và hưởng trọn nguồn năng lượng tốt lành, việc chọn tầng lưu trú cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Có một quy tắc không viết mà quý vị nên nhớ, đó là càng cao, càng tốt. Căn hộ nằm ở những tầng cao hơn sẽ thoát khỏi những tác động nặng nề từ mặt đất cũng như nhận được năng lượng nhẹ nhàng, trong lành từ không gian mở rộng. Ngoài ra, từ vị trí đó, bạn có thể tận hưởng lượng ánh sáng tự nhiên dồi dào,
một tầm nhìn xa tuyệt vời và không khí lưu chuyển tốt hơn, mang đến một cuộc sống khỏe mạnh và tích cực. Tuy nhiên, không phải càng cao là càng tốt trong mọi trường hợp. Nếu vị trí cửa căn hộ của bạn nằm đối diện trực tiếp với thang máy, thang bộ hoặc thùng rác, đây không phải là lựa chọn may mắn. Tại sao ư? Bởi lẽ những khu vực này thường xuyên có người đi lại, tạo ra sự xáo trộn và áp lực năng lượng cho ngôi nhà bạn. Điều này không chỉ gây mất yên tĩnh mà còn ảnh hưởng xấu đến năng lượng sống của những cư dân trong căn hộ. Thay vào đó, hãy chọn một căn hộ nằm xa khỏi những điểm nóng này để bảo toàn sự yên bình và riêng tư cho tổ ấm của bạn. Một căn hộ thuận lợi phong thủy không chỉ là nơi tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc mà còn là chốn bình yên giúp tinh thần bạn luôn an lành và hạnh phúc. Quý vị hãy nhớ, chọn lựa tầng lưu trú là một quyết định quan trọng, phản ánh không chỉ gu thẩm mỹ mà còn cả triết lý sống và sự hài hòa với năng lượng vũ trụ. Vậy nên, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng để căn hộ của quý vị là nơi tràn ngập sức sống và may mắn. 4. Phong thủy cửa và ban công. Cả nhà ta thường nói, cửa nhà là mặt người, và điều này càng trở nên quan trọng trong phong thủy của một căn hộ chung cư. Đúng vậy, cửa chính, nơi bước chân đầu tiên bắt đầu cuộc sống trong ngôi nhà của bạn, sở hữu một ảnh hưởng đáng kể đến việc thu hút vượng khí và may mắn vào không gian sống của chúng ta. Một cánh cửa hướng về nơi tốt lành sẽ giúp mang lại khí cát lành cho cả nhà. Trong khi đó, một cánh cửa đối diện với không gian âm u hoặc tử khí có thể khiến cả tòa nhà chịu ảnh hưởng tiêu cực. Không chỉ có vậy, ban công, nơi nối liền ngôi nhà với bầu trời rộng lớn, cũng đóng một vai trò vô cùng trọng yếu. Đây không chỉ là không gian thư giãn, tiếp xúc với nắng gió tự nhiên mà còn là điểm thu hút năng lượng tốt từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, không nên quá ám ảnh với việc ban công nhất thiết phải theo hướng cụ thể nào đó để hợp mệnh. Điều quan trọng nhất là hướng cửa chính phải hợp phong thủy, đó là chìa khóa mang lại điều may mắn. Ngoài ra, một điểm mà quý vị cần ghi nhớ khi chọn căn hộ là hãy chắc chắn rằng cửa chính và cửa ban công không tạo thành một đường thẳng. Bởi lẽ, điều này sẽ khiến cho năng lượng dễ dàng lọt qua và không lưu trú lại trong nhà, gây ra một sự mất mát trong việc giữ gìn năng lượng cho ngôi nhà. Và cuối cùng, một điểm không kém phần quan trọng là sự thông thoáng cũng như độ sáng tối trong căn hộ. Chủ đầu tư cần phải đảm bảo rằng mọi không gian sống đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Điều này không những quyết định đến sự hài hòa trong thiết kế mà còn góp phần vào sức khỏe và sự thịnh vượng của chủ nhân căn nhà. Hãy nhìn vào từng chi tiết, chăm sóc từ cánh cửa bước vào đến làn gió trên ban công, để ngôi nhà không chỉ là nơi trở về mà còn là ngôi nhà đầy đủ năng lượng, an bình và thịnh vượng. 5. Xem xét sự sắp xếp bên trong căn hộ. Không gian sống là nơi phản ánh không chỉ gu thẩm mỹ mà còn là quan điểm sống của chúng ta. Phong thủy, trong đó, là yếu tố không thể bỏ qua khi xem xét đến sự sắp xếp và hình dạng của căn hộ. Để có được một không gian hài hòa và an yên, tôi khuyên bạn nên chọn những căn hộ có hình dạng đều đặn, vuông vức. Điều này không chỉ giúp cho việc bài trí nội thất trở nên đơn giản, thuận lợi hơn mà còn mang lại khí cát lành theo đúng những nguyên tắc phong thủy. Hãy tránh xa những căn hộ bị méo mó hay có góc cạnh quá lớn, vì chúng không chỉ tạo ra sự bất tiện trong sinh hoạt mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vượng khí của căn nhà. Một chi tiết quan trọng nữa mà bạn không thể bỏ qua đó là vị trí của nhà vệ sinh. Không bao giờ nên chọn căn hộ có nhà vệ sinh nằm ngay giữa nhà, bởi điều này có thể gây hại cho sức khỏe và tinh thần. Tương tự như vậy, bạn cũng không nên lựa chọn những căn hộ mà bạn mở cửa nhà đã thấy ngay bếp, vì theo phong thủy, đây là cách bài trí làm tiêu hao tài lộc. Những vấn đề thường không được chú ý nhưng cần phải tránh bao gồm nhà vệ sinh tầng trên đặt ngay trên bếp hoặc ban thờ của căn hộ tầng dưới, giường ngủ nằm trên đầu bếp hoặc ban thờ đặt sát tường nhà vệ sinh của hàng xóm. Đây là những điểm nhấn phong thủy mà khi không được xem xét kỹ, có thể mang lại những ảnh hưởng không may. Việc xây dựng một không gian chung cư phù hợp với phong thủy không phải là điều quá phức tạp, nhưng nó đòi hỏi sự cân nhắc và thông thái ngay từ lúc bạn bắt đầu chọn mua căn hộ. Bằng cách này, bạn không những tiết kiệm được chi phí cho việc sửa chữa sau này, mà còn đảm bảo tạo dựng nên một ngôi nhà đẹp đẽ, thuận tiện và hài hòa về mặt năng lượng, một không gian sống thực sự là tổ ấm của gia đình bạn. 6. Nhà phía trước có cây lớn hoặc cột điện. Quý vị và các bạn, trong quá trình tìm kiếm một ngôi nhà hoàn hảo, có một yếu tố quan trọng mà ta cần lưu tâm đặc biệt đến, đó chính là những gì đặt trước cổng nhà ta. Theo quan niệm phong thủy, những vật cản như cây cổ thụ lớn hoặc một cột điện đứng sừng sững ngay trước cửa nhà không chỉ tạo nên một rào cản ngăn chặn dòng chảy của năng lượng tự nhiên, mà còn ẩn chứa những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn. Được biết,
sự hiện diện của những cây lớn hoặc cột điện có thể tạo nên một sức ép tinh thần không đáng có, khiến cho năng lượng khí, hay còn gọi là sinh khí của ngôi nhà và của những người sống trong đó, không thể tuần hoàn một cách trôi chảy. Điều này, theo quan điểm phong thủy, có thể làm giảm đi sự thịnh vượng và hạnh phúc trong nhà. Hơn nữa, từ một góc độ thực tế, sự tồn tại của những cây lớn hay cột điện có thể trở thành nỗi lo ngại khi thời tiết không thuận. Trong tình huống có bão lớn, gió mạnh, cây có thể bị gãy đổ và cột điện có thể gặp sự cố, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả gia đình bạn và những người xung quanh. Vậy nên, khi bạn đang đắn đo về việc lựa chọn một chốn an cư, hãy xem xét kỹ càng những yếu tố nằm ngoài tường nhà bạn, đảm bảo rằng không chỉ nội thất bên trong mà cả phong thủy ngoại cảnh cũng phải tạo nên một tổng thể hài hòa, mang lại nguồn năng lượng tốt lành, sự bảo vệ và thịnh vượng cho cuộc sống của bạn và gia đình. 7. Nhà dưới chân cầu. Một địa điểm cần được cân nhắc kỹ lưỡng là không gian sống ở dưới hoặc gần cầu. Ngôi nhà như vậy không chỉ phải chịu đựng tiếng ồn, tiếng ào và sự rung động liên tục từ những phương tiện di chuyển trên cầu, mà còn theo quan niệm phong thủy, nó còn bị đánh giá là mang lại năng lượng không tốt. Tiếng ồn liên tục và động đậy không ngừng của xe cộ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình yên và tĩnh lặng cần thiết cho một không gian sống lý tưởng. Sự ồn ào này không những làm gián đoạn giấc ngủ, làm giảm chất lượng cuộc sống hàng ngày, mà còn có khả năng gây stress và căng thẳng. Ngoài ra, về mặt phong thủy, ngôi nhà nằm dưới cầu thường không được khuyến khích vì không gian này thường không có khả năng thu hút và giữ được năng lượng tốt. Điều này có thể tiềm ẩn những ảnh hưởng không lợi đến sự may mắn và thịnh vượng của cả gia đình. Vì vậy, khi chọn một nơi để gọi là nhà, hãy nghĩ đến sự yên tĩnh, tạo dựng một không gian có thể tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc và hoạt động ngoại cảnh không làm xáo trộn đến cuộc sống của bạn. Một môi trường sống yên bình và thư thái phản ánh trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và thể chất, cũng như sự thịnh vượng của gia đình bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của An Lạc đến những phút cuối cùng. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp đã mang đến những cái nhìn sâu sắc và hữu ích cho bạn trong việc xây dựng và tạo nên một ngôi nhà đầy năng lượng và hạnh phúc. Chúng tôi rất mong được nghe những suy nghĩ, trải nghiệm, thậm chí là những câu chuyện thú vị của bạn liên quan đến chủ đề này. Đừng ngần ngại để lại bình luận phía dưới và chia sẻ cảm nhận của bạn về phong thủy và ảnh hưởng của nó đến không gian sống. Đừng quên nhấn thích nếu bạn cảm thấy video này bổ ích và nhấn đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo từ kênh của chúng tôi. Chia sẻ video này với bạn bè và người thân để cùng nhau khám phá và tối ưu hóa nguồn năng lượng trong từng ngóc ngách của tổ ấm. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn một ngày an lành, may mắn và tràn đầy năng lượng tích cực.